Trưa nay mình ra ngoài ăn cơm trưa em ha. Em sao vậy? Mệt hả? À, dạ không, em không có mệt. À, em chỉ ngồi suy nghĩ tương lai của tụi mình sau này thôi à. Trời ơi. À, em ráng lên, đợi mai mốt mà công việc hai đứa mình ổn định rồi, tụi mình sẽ cưới nhau ha. Dạ. Em biết nhưng mà mình sống thử như vậy liệu có ổn không anh? Em sợ lắm á. Khờ quá. Sống thử là một bước chuẩn bị rất tốt cho hôn nhân mà ha. Với lại chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Dạ. Và sẽ hạnh phúc hơn khi mình sống với nhau nữa. Anh ơi, cơm xong rồi, lại ăn đi anh. Được rồi, bỏ xuống, ăn đi anh. Nè. Sao toàn rau với trứng không vậy? Thì cuối tháng rồi anh. Với lại tháng vừa rồi anh đâu có đưa tiền sinh hoạt cho em đâu. Tại bây giờ anh phải đi làm. Anh tiếp khách nhiều, anh tiêu tiền nhiều. Em phải thông cảm cho anh chứ. Thì em biết. Nhưng mà em chỉ muốn là anh cân nhắc kỹ lại khi xài tiền thôi. Với lại vừa rồi tiền điện, tiền nước toàn là em tự lo không à. Anh biết rồi. Tại dạo này kẹt tiền quá. Chứ nếu mà anh có tiền nhiều á, thì anh đâu có tiếc với em chi. Dạ. Thì em cũng chỉ nhắc anh vậy thôi à. Thôi, ăn cơm đi. Dạ. Thuê bao quý khách.
gì nữa vậy nè anh? Chết, trễ rồi. Anh đi rồi hả, đi làm à. Với lại em có chuyện muốn nói nữa. Hả? Ờ, có gì để sau đi em, anh trễ giờ làm rồi. Thôi anh đi trước nha. Bữa hôm đó anh kêu em muốn thuốc tránh thai rồi mà. Em không muốn hả? Trời ơi, bây giờ biết làm sao đây? Thì cưới chứ làm sao. Cưới hoài. Hả chúng là cưới. Em làm những cái chuyện cưới xin là cái chuyện ra chợ mua tôm mua cá dễ dàng lắm vậy á. Cưới. Thiệt tình á. Có với nhau những đứa con khác, lúc chúng ta ổn định hơn, được không? Mình phá nha. Tội lắm anh, em làm không có được. Ngoan, nghe anh nói nè. Anh sẽ chăm sóc em, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ cưới em vào một ngày không xa. Tất cả những gì anh làm đều muốn tốt cho gia đình của mình cả, em hiểu không? Nha. Giỏi. Trời.
Em giải quyết xong chưa? Giỏi. Giỏi. Em hả? Em yên tâm, anh đã ép cô ta phá thai rồi. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta có thể tự do qua lại với nhau. Hả? Cô ấy hả? Rất là ngoan, nghe lời anh dữ lắm. Ừ, phải. Mà có phải là vợ chồng gì đâu mà em lo. Chưa cưới hỏi gì mà, đúng không? Mà anh nghĩ là anh không cưới cô ta đâu. Anh ngán cô ta đến tận cổ họng rồi đây nè. Thiệt nha. Ráng chờ anh vài bữa nữa thôi, anh sẽ tìm cách bỏ cô ta. À, dạ, em biết rồi chị. Dạ, ok chị, dạ. Ngày mai em sẽ có đầy đủ giấy tờ cho chị. Dạ, 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 em chào chị, dạ. Em mới về hả? Ừ. Ừ. Anh mới nói chuyện với ai vậy? Sếp của anh. Sếp hả? Ừ. Bộ cô ta thích anh hả? Khùng quá. Sếp của anh lớn hơn anh cả chục tuổi, làm sao mà thích được? Ờ, vậy chứ hai người nói gì với nhau? Chuyện công việc. Mà sao bên đây em hỏi kỳ vậy? Em nghi ngờ gì anh hả? Nghi ngờ. Đồ đàn ông khốn nạn. Bộ anh tưởng tôi không nghe được cuộc nói chuyện dơ bẩn đó hay sao? Anh ép tôi phá thai, còn hí ha hí hửng khoe với cô ta nữa. Rồi anh còn nói với cô ta là sẽ bỏ tôi sớm thôi. Anh giỏi quá rồi. Vậy thì anh bỏ tôi đi. Bộ anh tưởng tôi cần một người chồng vô liêm sỉ như anh hay sao? Dù sao thì anh cũng là một thằng đàn ông bám váy đàn bà. Bao lâu nay tôi lo cho anh, vậy mà anh bạc tình bạc nghĩa bỏ rơi tôi, đi theo chị ta. Được thôi, vậy thì anh theo chị ta đi. Để tôi xem đồng nghiệp, bạn bè sẽ chửi vô mặt anh là cái thằng trai bao rẻ tiền. Sẵn đây tôi cũng nói cho anh biết, tôi chưa có phá thai. Mà anh cũng đừng lo, tôi sẽ không cần tiền trợ cấp dơ bẩn đó của anh đâu. Tôi sẽ tự nuôi lớn đứa con. Còn anh sẽ phải trả giá vào một ngày không xa. Tin tôi đi. Alo, nghe. Nói. Cái gì? Mày cho đốt bích đâu? Cái gì? Chú! Ê! Nè! Khoan! Nè! Trời đất ơi! Tiền bạc của mình. Ai vậy em? Ờ, chỉ là một gã mày thôi. À, thôi. À, mày đi thôi em. Dạ. Đi con.
mới làm về. À, về rồi đó hả? Dạ. Thôi, lo chuẩn bị lên lầu cơm nước đi, đi. Em con nó sắp về tới nơi rồi đó. Dạ, vậy con lên chuẩn bị rồi con xuống liền nè ha. Ừ. Mẹ. À, con cưng của mẹ mới đi làm về mệt lắm không? Mẹ lấy nước con uống nha. Mẹ con nói bụng. À được 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 rồi, mẹ có nói chị con nấu cơm rồi. Một chút nữa nó nấu xong á, mẹ kêu con xuống ăn nha. Bây giờ dạ, con lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. Dạ. Hân, sao còn đứng đó nữa? Bộ mẹ không nghe tao nói gì hả? Em nó nói đói bụng lắm rồi kia cả. Đi đi, lên lầu chuẩn bị đi. Con mới đi làm về con cũng mệt rồi mẹ. Dạ ơi, nhớ là thịt chiên nha. Được rồi, có cục cưng của mẹ có đầy đủ hết trơn luôn á. Con muốn gì là được hết rồi mà. Em cảm ơn anh nha. Hôm nay anh đi làm vậy có mệt không? Mà anh cũng kỳ ghê á. Sao không cho em biết chỗ làm của anh vậy? Gặp em là hết mệt rồi. Với lại anh cũng chỉ là nhân viên quen thôi. Trả tiền xe ôm đi, rồi đi lên lầu lẹ lẹ đi. Tới giờ cơm nước rồi mà bây giờ mới về. Dạ mẹ, không phải đâu, đây là bạn trai của con đó mẹ, ảnh mới chở con về. Dạ có chào bác. Mẹ, chị hai. Ờ, à, hai con mới về hả? Dạ. À, à các con mới shopping á, nên là tụi con mua cho mẹ một món quà. Ừ. Quà cáp gì mà lần nào con cũng mua hết rồi. Cái quà cáp cũ của con mẹ xài chưa hết mà. Mua làm chi cho nó tốn tiền vậy con. Thôi, đi về mệt lắm ha, thôi lên lầu đi. Để mẹ nói chị hai dọn cơm cho ăn nha. Bữa nay á mẹ đi chợ mẹ mua đồ ăn nhiều mà ngon lắm luôn á. À, Dũng, dạ, con đi lên lầu ăn cơm chung với gia đình nha. Dạ. Để con gọi điện con báo tài xế con đậu xe chỗ khác cái đã. Ủa? Dạ. Con đậu xe ngoài hẻm. Ờ. Dạ. Hân, sao con chưa đi lên lầu nữa? Dạ. Đứng đây làm gì? Nhanh nhanh lên. Dạ. Chuẩn bị cơm nước đi chứ. Ui, đi lên gì đâu mà đi. Dạ con chờ bác ạ. À. Thôi, em lên nhà đi. Dạ. Vậy em về, em đi nha. Ừ. Anh chạy xe cẩn thận nha. Ừ. Được rồi. Dạ con chào mẹ, mẹ con mới về. Dạ con chào bác. À, lần đầu tới chơi con mua ít hoa quả biểu bác ạ. Bác nhận cho con vui. Để xuống đó đi. Nhà này thiếu cái gì chứ, trái cây không có thiếu. Mua làm gì không biết nữa. Dạ. Để xuống đó đi. Mẹ ơi. Thưa bác con mới tới. Con với Dũng mới qua. Dạ thưa bác, bữa nay con tới thăm bác mà con muốn tặng bác cái gì đó cho đặc biệt. Con nghĩ là trái cây ở ngoài chắc nó cũng có nhiều rồi, cho nên là con xin phép tặng bác cái món này. Mẹ, đây, mẹ Dũng có mua cho mẹ cái này nè. Con có thích không? À, dầu thơm hả con? Dạ. Trời ơi, cái này chắc là mắc tiền lắm nè. Dạ, không có bao nhiêu đâu bác. Con nhớ không lầm hình như nó có 1-2 ngàn đô gì hả? Dạ, cái đó hôm đó là con đi công tác ở bên Pháp. Dạ, sẵn con mua luôn, bác nhận cho con vui bác. Ồ, cảm ơn con nha. Dạ, không có gì ạ. Ờ, cái con Bích đúng là nó có số hưởng. Nó gặp thằng Dũng, vừa làm ra tiền, vừa tài giỏi, lại còn biết lấy lòng người khác nữa chứ. Đâu có như ai kia. Đứng đó làm gì cho nó chật chỗ. Đi lên lo cơm chiều đi. Đem hết đồ lên luôn đi. Dạ dạ dạ. Các con tới đây ngồi. Mẹ mở tivi coi xem Bích tivi có nhiều phim hay lắm luôn á. Ừ, này coi nè. Anh nè. Hồi nãy mẹ em có hơi... Anh đừng để bụng nha. Không sao đâu, anh đâu có suy nghĩ gì đâu. Ờ, nhưng mà ở nhà bình thường, một mình em làm hết rồi. Anh không thấy mẹ sai Bích bao giờ. Tại vì Bích đó, từ nhỏ đã không biết làm gì rồi. Cho nên là mẹ không có gọi em ấy làm.
Nhưng mà em cũng quen tay quen chân rồi, làm mấy chuyện này nhỏ mà, không sao hết á. Em này, nhưng mà sao anh chỉ là một nhân viên quen mà em vẫn yêu anh? Thật ra thì em cũng chỉ còn một người đàn ông ở bên cạnh mình, yêu thương, quan tâm chăm sóc em thôi, chứ em không có còn điều gì cao quá. Với lại em tự kiếm tiền được mà anh, cho dù là anh có giàu sang phú quý hay là anh không có gì hết thì em vẫn dang rộng vòng tay ra để ôm anh. Với lại á, cho dù hả anh có giàu thì em cũng không có mang tiếng là trèo cao, mà nếu như anh có nghèo á thì em với anh sẽ cùng nhau làm lên tất cả. Hương quá à. Dạ. Đó, thấy chưa, nó làm bể cái gì trên đó nữa rồi, cái đồ ăn hại mà. Cái con Hân này nó rước cái của nợ về đây không hà. Để mẹ gần lên mẹ coi thử cái gì, tụi con ngồi đó đi. Sao? Ừ, ok, tao tin tao đi. Ôi, thì đó, tao nói mày nghe, bà mẹ thì mám tiền, nhỏ con gái thì mám trai. Cứ cái đà này thì một tháng nữa là cá sẽ cắn câu thôi. Chờ tao, tao hứa với mày, một tháng sau mình sẽ có tiền. À. Trời ơi, tiền của tôi đâu rồi? Tiền của tôi đã mất hết trơn rồi. Tiền đâu rồi? Tiền của mẹ để đây đâu, mất hết trơn rồi. Nãy mẹ đi lên lầu mẹ còn để đây mà. Bây giờ không còn đồng nào hết trơn này là sao? Ai lấy tiền của mẹ? Sao như vậy được? Nhà mình trước giờ có mất trộm đâu. Mẹ coi kỹ lại chưa? Kiếm kỹ hết rồi, có thấy cái đồng nào trong đó nữa đâu. Ai lấy hết trơn rồi? Bị ăn cắp rồi. Không phải đâu mẹ, chắc là mẹ để quên ở đâu á. Không, mẹ đi chợ về mẹ để ở đây, hồi nãy vẫn còn ở đây rõ ràng mà, không có mất ở đâu hết, không ai ăn cắp hết á. À, anh. Anh là người nghèo nhất ở đây, anh không cắp tiền của tôi chứ ai. Mới từ đầu tôi đã nhìn tôi biết mà, anh là người ăn bám váy đàn bà, rồi còn ăn cắp tiền nữa chứ. Bác, nhưng mà không, con không lấy tiền của bác. Mẹ, anh Hoàng không phải là người như vậy đâu. Nãy giờ con với anh ở trển mà, sao mà anh lấy được. Anh Dũng ngồi đây sao mẹ không hỏi. Chị nói cái gì vậy? Cô Hân à, cô nói chuyện đàng hoàng giùm tôi đi. Tôi là ai mà lại đi ăn cắp tiền của bác gái như vậy? Quá đáng thiệt á. Tôi đi về đây. Kể từ ngày hôm nay không bao giờ tôi quay lại căn nhà này nữa. Đến đây chi cho mang tiếng ăn cắp. Anh, mẹ. Còn cậu nữa, đưa cái bóp đây cho tôi kiểm tra. Đây. Mẹ, làm vậy kỳ quá mẹ. Không. Đây, ta nói đâu có sai đâu. Nghèo như cậu làm gì có nhiều tiền mà cất ở trong bóp chứ. Cậu á, mới đầu tôi nhìn tôi biết người không có ra gì, không đàng hoàng rồi. Ăn bám với đàn bà, quen người không ra gì, rồi còn đem về nhà này nữa để ăn cắp tiền của tôi nữa chứ. Mẹ à, mẹ hiểu lầm ảnh rồi, nãy giờ ảnh ở trển với con mà. Sao mà ảnh lấy tiền được mẹ? Tao đẻ ra mày mà, sao mày không binh tao, mày lại binh người dân. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà mẹ. Con không nhìn ra thân thế của nó, còn đem nó về đây để nó ăn cắp tiền của mẹ nữa là làm sao? Không phải đâu mẹ à. Anh Dũng hay vợ ở trển làm bếp với con mà, sao mà được. Mẹ trả lại tiền cho ảnh đi chứ, mẹ lấy tiền của ảnh là quá đáng lắm luôn á. Mày, đúng là đó. Mày đúng là vô dụng á. Quen thì đi quen cái người như vậy đó, không có ra thể thống gì hết trơn là mất mặt của tao.
Em bị sao không? Mẹ, hay là bây giờ con gọi điện cho anh Dũng rồi mẹ xin lỗi anh Tiến chuyện bữa nha. Ừ, con gọi đi. Alo Dũng hả? Bác là mẹ của Bích đây. Cho bác xin lỗi con nha. Hôm trước bác lỡ lời. Thôi bữa nào qua nhà ăn cơm để coi như là bù đắp lại. Ừ. Sao rồi mẹ? À, nó đồng ý rồi đó. Mà con nói thiệt với mẹ nha, chị Hân quá đáng thật sự luôn á. Nghĩ sao mà nó ăn Dũng ăn cắp? Gặp con hả? Con tự ái thì nó ăn Dũng. Mẹ đã rầy con Hân rồi, thôi đừng nhắc tới chuyện đó nữa, chỉ tổ bực mình thêm thôi. À, con có chuyện này muốn nói với mẹ nè. Ừ? Anh Dũng á đang đầu tư một dự án bất động sản rất là lớn, mà chỉ cần đầu tư một là lời 10. Một mà lời 10? Đúng rồi. Ừ? Nên là mẹ cho tiền con đầu tư đi, một tháng sau con trả mẹ gấp 3. Gấp 3 luôn? Nhưng mà dự án gì vậy con, có chắc không đó? Chắc mà, con nói là mẹ không tin con sao? Đây là dự án bất động sản lớn. Mà mẹ nghĩ đi, làm sau một năm á là mình có thể mua nhà lầu, xe hơi này, còn dư ra một số nữa. Quá trời luôn. Mà cái này á, con á là người yêu của anh Dũng, nên anh Dũng mới nói con để đầu tư, để kiếm thêm. Chứ người ngoại hả, anh Dũng không có nói đâu. Ồ, nhưng mà con hỏi tiền gấp gấp gì mẹ, làm sao tìm đâu ra? Mẹ, thì à, mẹ mang sổ đỏ đi cắm đi. Rồi à, một tháng sau á, mình có tiền rồi mình chuộc lại. Mình có tiền rồi mình chuộc mấy hồi. Có chắc không đó con? Nếu mà có bị gì á, mình không có nhà ở nữa đâu đó. Trời ơi, mẹ chẳng có mấy cái xui không mà. Bị gì mà sao mà bị được. Những cái dự án này á, là những dự án mà anh Dũng đã coi qua rồi và rất là chắc ăn. Mà mẹ á, mẹ muốn có tiền, mẹ muốn có nhà lầu xe hơi thì mẹ phải chơi lớn, mẹ phải gan liều thì mẹ mới có tiền được, đúng không? Chơi lớn một lần đi mẹ. Đi. Ừ, thôi được rồi, để mẹ đi lấy sổ đỏ nha. Đi đi mẹ. Đây, mẹ tin tưởng con đó nha. Con biết rồi. Cái cục cưng của mẹ mà, mẹ tin tưởng lắm đó. Yên tâm, con sẽ không để mẹ thiệt đâu. Ủa con, Dũng đâu bữa giờ không thấy? Dự án của mình sao rồi? Một tháng rồi còn gì nữa? Mẹ từ từ đi, sao mẹ cứ hối hoài á, mới có một tháng mà. Với lại bữa giờ anh Dũng cũng bận công việc rất là nhiều, lo đi làm giấy tờ với hợp đồng á. Rồi bữa giờ tôi còn chưa gặp anh nữa. Để con gọi anh cho. Ừ. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Không gọi được, chắc là đang đi làm, không bắt máy, là ngoài vùng sống gì á. Thôi để xin qua nhà anh. Ừ. Yên tâm đi mà, trời ơi. Mẹ cứ lo xa mà, ăn bánh với con nè. Ừ, cảm ơn con ăn đi. Anh Dũng á, anh cho em hỏi là dạ sao ạ? Anh Dũng bán nhà cho anh hả? Anh cho em hỏi một xíu là anh biết anh Dũng giờ ở đâu không?
Trời ơi. Hả? Con sao rồi? Dũng sao rồi con? Con, Dũng sao rồi? Hả? Nó trốn rồi. Trốn hả? Trốn làm sao? Là mình bị lừa rồi đó. Mày, cũng tại vì mày. Mày nghe lời dụ dỗ của nó, mày đem cầm cố nhà, bây giờ chúng mày ra đường ở rồi. Trời ơi, sao xót tôi khổ vậy nè trời. Còn gì cái, chẳng có đứa nào ra hồn. Bực mình quá đi tao. Tao, tại vì mày. Mày, mẹ. Mày nha. Mày, mày nha. Mẹ, mẹ, mẹ có quýnh em nữa. Mày, con cứ để mẹ đánh nó. Con có biết nó làm gì cái nhà mình hay không hả? Nhưng mà mẹ cứ bình tĩnh đi rồi nghe con giải thích. Mẹ ngồi xuống đi, bình tĩnh lại. Trời ơi. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh chứ. Mình sắp đi ra ngoài đường ở rồi, cái nhà này mất rồi. Dạ con biết rồi, nhưng mà mẹ bình tĩnh đi nghe con giải thích nè. Anh ơi vô đây đi anh. Hả? Ủa? Chuyện này là sao đây? Có gì xảy ra ở đây hả? Thật ra là từ đầu á, anh Hoàng anh đã biết được cái ý đồ của thằng Dũng rồi. Đã muốn lừa bé Bích. Mà bây giờ con nói mẹ là em Bích không ai chịu nghe con hết trơn á. Mà mẹ thử nghĩ đi, kiếm tiền đâu có dễ dàng vậy đâu. Mà mẹ cũng gan nữa, tự nhiên lại đưa giấy tờ nhà đất cho nó. Cũng may là có anh Hoàng, không thôi là tiêu rồi đó mẹ. Không có gì đâu, con cũng chỉ muốn giúp gia đình mình thôi. Mà qua chuyện này á, con mới biết được là anh Hoàng làm trong giới bất động sản. Ảnh quen rất là nhiều người, cho nên mới tìm ra được thằng Dũng đó mẹ. Chứ không thôi là nó cao chạy xa bay. Là kỳ này là mẹ con mình đi ra ngoài đường ở rồi đó. Bác xin lỗi con. Trong cuộc đời của bác á, có rất là nhiều bài học. Nhưng mà có lẽ cái bài học này là bài học đáng giá nhất mà bác nhận lãnh. Lẽ ra bác không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người. Bác xin lỗi con nha. Dạ, không sao đâu bác. Thôi, mình cùng đi ăn tối ha. Dạ.